Thưa quý vị, theo chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo miền Bắc sắp đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh, thời tiết chuyển rét đậm diện rộng, Phan Xipang có thể xuống dưới 0 độ C. Đây là đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2023-2024. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 đến ngày 17 tháng 12, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 16 tháng 12, thời tiết khả năng chuyển rét. Từ đêm ngày 16 đến ngày 20 tháng 12, trời có thể rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Bắc Trung Bộ cũng được dự báo hứng mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12. Từ đêm ngày 16 tháng 12, trời chuyển rét, phía Bắc ngày 17 đến 20 tháng 12, khả năng xảy ra rét đậm. Khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 17 tháng 12, khả năng có mưa, mưa vừa và cục bộ mưa to và dông, phía Bắc trời rét. Vải sớm tập trung nhiều ở các xã khu Hà Đông của huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Trước tình hình thời tiết bất lợi, người dân đã phun thuốc kích thích ra hoa nhưng chưa hiệu quả. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thanh Hà, hiện trà vải u trứng, trà vải sớm nhất chưa ra hoa khiến cho người dân lo lắng. Nếu hết tháng 11 âm lịch năm nay, vải u trứng trắng không ra hoa thì sẽ mất mùa. Nguyên nhân là do thời tiết nóng ẩm kéo dài, không có rét lạnh. Theo các cơ quan chuyên môn, thông thường thời gian này, thời tiết phải dưới 15 độ thì vải mới sinh trưởng, ra nụ, đơm bông. Nếu nhiệt độ kéo dài như hiện nay, các trà vải khác cũng sẽ phát triển kém. Xin được chuyển sang những thông tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục biến động trái chiều, tăng nhẹ tại khu vực miền Bắc, giảm nhẹ tại khu vực miền Nam. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng một kg. Sau khi tăng 1.000 đồng một kg, giá lợn hơi tại Bắc Giang, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang lên mức 50.000 đồng một kg, sau khi điều chỉnh tăng 2.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại Thái Bình lên mức 51.000 đồng một kg, đây cũng là mức giá cao nhất khu vực. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 47.000 đến 49.000 đồng một kg. Mức giá cao nhất khu vực 49.000 đồng một kg được ghi nhận tại Quảng Bình, Quảng Ngãi, Lâm Đồng. Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng 47.000 đồng đến 51.000 đồng một kg. Sau khi giảm 1.000 đồng một kg, thương lái tại Vĩnh Long, Bến Tre đang cùng thu mua lợn hơi ở mức 48.000 đồng một kg. Đây cũng là mức giá được ghi nhận tại Tây Ninh, Vũng Tàu, Trà Vinh. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Chương trình có sự đồng hành của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ mang đến cho quý vị những thông tin toàn cảnh về sâu bệnh và dịch hại hàng tuần, cũng như khuyến cáo kịp thời của các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thực vật để bà con có đầy đủ thông tin, kiến thức bảo vệ cây trồng. Miền Bắc còn duy trì nền nhiệt cao trong ngày mai, ở nhiều nơi sấp xỉ 30 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 16 tháng 12, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh cực mạnh, nền nhiệt giảm rất sâu. Từ đêm ngày 16 tháng 12, trời rét đậm, rét hại. Tại miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Riêng phía Nam, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, thì nền nhiệt độ vụ xuân năm 2024 có xu thế cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 1 đến 1,5 độ C, có xu hướng ấm, ẩm độ cao. Các đợt rét xuất hiện muộn. Trong điều kiện thời tiết này thì dự báo nhiều đối tượng dịch hại phát sinh, phát triển và gây hại nặng trên các loại cây trồng. Trong đó một số loại dịch hại cây lúa được ngành chuyên môn khuyến cáo như là bọ trĩ, ruồi đục nõn, gây hại chủ yếu trên những chân ruộng, thiếu nước, gieo cấy muộn, cao điểm gây hại từ giai đoạn lúa từ 2 đến 3 lá đến kết thúc đẻ nhánh, thời điểm gây hại từ đầu tháng 2 cho đến đầu tháng 3. Và tuyến trùng rễ phát sinh gây hại mạnh vào giai đoạn đầu vụ sau gieo cấy từ 20 đến 25 ngày, nhất là ruộng lúa thường xuyên bị khô hạn, thiếu nước, đất cát pha hoặc đất nhiễm phèn, giữ nước kém. Bệnh đạo ôn, bệnh thường phát sinh gây hại ngay từ giai đoạn mạ, cao điểm gây hại trên lá sau lập xuân. Dày nâu, sấy lưng trắng, khả năng phát sinh gây hại từ giai đoạn lúa làm đồng đến chắc xanh. Từ ngày 10 tháng 4 trở đi thì dày gây hại với mật độ cao, diện phân bố rộng và có thể gây cháy trên diện rộng, nhất là những vùng không chủ động nước, gieo cấy dày.
sâu cuốn lá nhỏ thường gây hại vào cuối vụ trên những chân ruộng gieo cấy muộn, ruộng xanh tốt, ruộng ven làng. Sâu đục thân hai chấm gây hại trong suốt thời kỳ sinh trưởng của lúa, kể cả giai đoạn mạ, thích hợp trong điều kiện ấm, nóng và ẩm độ cao. Vụ xuân, sâu đục thân phát sinh hai lứa trên một vụ, trong đó sâu lứa 2 gây hại vào giai đoạn lúa làm đồng, trổ bông, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cuối vụ. Bệnh đốm nâu, bệnh thường xuất hiện ở những vùng đất nghèo chất dinh dưỡng, đất phèn, đất cát ven chân núi, ngập úng hay khô hạn. Cây lúa bị thiếu nước, khả năng hút dinh dưỡng của bộ rễ kém, cây lúa sinh trưởng phát triển chậm, cao điểm gây hại vào giai đoạn lúa đứng cái làm đồng. Bệnh khô vằn xuất hiện trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao trên những chân ruộng sâu trũng, bón phân không cân đối, bón thừa đạm, thiếu kali, gieo cấy dày, cao điểm gây hại của bệnh vào giai đoạn lúa làm đồng, chỗ đếm chín sáp. Bệnh lùn sọc đen phương nam là bệnh do virus gây ra, môi giới truyền bệnh là dày lưng trắng, bệnh thể hiện triệu chứng điển hình từ giai đoạn phân hóa đồng, tuy nhiên mẫn cảm nhất là từ giai đoạn mạ đến đẻ nhánh rộ. Chuột gây hại trong suốt thời gian sinh trưởng của cây lúa, hại nặng trên những diện tích gần làng, gò đồi, kênh mương lớn. Và cùng chuyển sang thời tiết các tỉnh thành phía Nam của đất nước. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục kiểu thời tiết ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Cơ quan bảo vệ thực vật chỉ đạo các địa phương của khu vực này cần theo dõi tình hình xuống giống lúa đông xuân, chăm sóc bón phân trà lúa tôm, lúa mùa, theo dõi tiến độ xuống giống và phát triển cây rau màu, cây ăn trái, cây công nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Đồng thời dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng, cụ thể như sau. Lúa đông xuân, ốc bưu vàng, bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá và sâu phao tiếp tục phát sinh, diện tích gây hại, sâu cuốn lá nhỏ có khả năng xuất hiện, gây hại giai đoạn đẻ nhánh. Lúa mùa, lúa tôm, chuột, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt tiếp tục phát sinh, diện tích gây hại dài lúa đoạn đồng chỗ. Rau màu, sâu, tơ, sâu, khoang trên cải, sâu xanh bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh sương mai trên dưa, bầu bí tiếp tục phát sinh diện tích gây hại. Cây ăn trái, ruồi đục trái, ổi, bệnh thán thư và sâu đục cành trên cây xoài xuất hiện gây hại rải rác. Bản tin dự báo sâu bệnh và dịch hại 7 ngày của kênh VTC16 đến đây là kết thúc. Cảm ơn Cục Bảo vệ Thực vật đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.